Hello anh em, Mi Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Đã bao giờ anh em tưởng tượng một cái viễn cảnh vào một ngày đẹp trời, anh em đang hạnh phúc trên chiếc giường ấm cúng với giống đồ chơi của mình, thì đúng một cái, anh em đang sốt bởi một con cá chưa? Nếu mà chưa thì hôm nay chắc chắn anh em phải xem cái video này thôi, vì tôi sẽ mang đến cho anh em một con cá có khả năng phá hủy thế giới nếu như nó không đi ngủ. Con game mà tôi muốn kể cho anh em ngày hôm nay là The Fish Tale, dịch ra tiếng Việt là câu chuyện của con cá. Cơ mà trong game này chẳng phải là câu chuyện của con cá đâu anh em ạ. Con cá chỉ là cái cớ để nhà làm game đem đến cho chúng ta một câu chuyện khác thôi. Vì cái sự ảo ma ấy nên đừng ngần ngại mà ấn vào cái nút đăng ký phía dưới giúp tôi nhé. Ấn thật mạnh để giúp tôi ngăn cản con cá phá hủy thế giới nha anh em. Không là nửa đêm, bị cá chui vô miệng là tôi không biết đâu. Ấn xong rồi thì bắt đầu đi bắt cá bỏ lọ nào. The Fish Tale là tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất. Game được phát hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 bởi tác giả có tên là Zed Technician. Để anh em dễ nhận biết thì đây chính là cha đẻ của The Man From Windows đấy anh em ạ. Đến với The Fish Tale, anh em sẽ được làm quen với một con đỗ nghèo khỉ mang tên Monica. Tài sản của cô chỉ có một ngôi biệt thự cấp 4 một tầng không lầu cùng với số tài khoản khổng lồ trong ngân hàng trị giá 20 đô la. Tất cả số tài sản kết xù ấy được ông bố để lại cho cô khi ông qua đời. Ngoài số tài sản giá trị trên ra, thì người bố quá cố còn để lại cho cô một con cá trà bạc nằm phơi thây ngoài sân nhà. Con cá này có lẽ đến từ nhà của bà Tân Vlog hay sao, mà nó to dữ thật anh em ạ. Nhiệm vụ của Monica chính là không được để cho con cá dị hợm ấy được tỉnh giấc, vì nếu mà nó tỉnh giấc thì toàn thể nhân loại sẽ bị diệt vong. Bản thân Monica thừa biết rằng ngoài nghèo ra thì cô còn yếu nữa nên bản thân cô không đủ khả năng để khiến cho con cá chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là trong đầu cô liên tục nhảy số, áp dụng binh pháp tôn tử lấy độc trị độc. Cô bèn lên mạng và thuê một cô bạn người cá có tên Angela đến để phụ giúp mình trong việc làm cho con cá không tỉnh giấc. Lý do tại sao Monica phải làm điều này và cô ấy cùng với Angela sẽ làm bằng cách nào? Mời anh em đến với phần phân tích của Mi Game tôi nhé! Trong đêm tối trời sáng trăng, một đêm mà mặt trăng tròn và to hơn cả mặt dày của nhiều người xem video chùa, Angela tiến đến ngôi nhà của Monica và được cô ấy phổ biến cho công việc của mình. Monica cùng với Angela sẽ có nhiệm vụ giữ cho con cá trà bạc ngoài sân mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Lý do Monica phải giữ cho con cá luôn trong trạng thái ngủ vì khi nó thức giấc cả thế giới sẽ gặp đại họa. Theo như một trang web ghi chép lại thì đến một ngày nào đó, một vị anh hùng sẽ xuất hiện và ngăn chặn sự diệt vong của toàn nhân loại. Vì vậy mà Monica cần phải làm cho con cá ấy ngủ say trong một năm. Để làm được điều ấy thì Monica cùng với Angela sẽ phải thực hiện một nghi lễ cổ xưa. Thông qua nghi lễ này, con cá ấy sẽ chìm vào giấc ngủ kéo dài một năm. Trong quá khứ thì nhiệm vụ này thuộc về người cha quá cố của Monica. Hàng năm ông ấy phải thực hiện nghi lễ phong ấn này một lần. Lý do mà Monica cần đến sự trợ giúp của Angela vì một mình cô ấy không thể thực hiện được nghi thức. Monica cho rằng mình không sở hữu khả năng làm phép như người cha của cô. Để hoàn thành nghi thức, Monica cùng với Angela sẽ phải thực hiện đầy đủ và chính xác 5 loại phép thuật triệu hồi khác nhau bao gồm Binding Seal, Dolly Seal, Forsaken Seal, Echoing Seal và Harkening Seal. Mỗi một công thức phép thuật sẽ triệu hồi ra một sợi xích tương ứng và nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh khu vực nhà của Monica. Có thể thấy mỗi một sợi xích đại diện cho một yếu tố quan trọng để phong ấn và trấn áp con cá. Binding là sự trói buộc khiến cho con cá không thể trốn thoát được ra ngoài. Dolly là sự dũng cảm vì nhiệm vụ phong ấn con cá này là một nhiệm vụ nguy hiểm, yêu cầu người thực hiện nghi thức ngoài khả năng ra thì phải có tinh thần thép. Forsaken là sự chối bỏ. Theo tôi nghĩ thì Forsaken Seal là sự phủ nhận việc con cá tồn tại để nó mãi mãi không thể xuất hiện trước toàn thế giới. Echoing Seal là sự vang vọng để khiến cho một thứ gì đó chìm vào giấc ngủ thì thứ dễ nhất đó là sử dụng âm thanh. Có lẽ Echoing Seal là đại diện cho việc sử dụng sức mạnh từ giai điệu và âm thanh để khiến con cá tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng là Harkening, sự lắng nghe. Đã có âm thanh mà không có lắng nghe thấu hiểu thì chắc chắn là không được rồi đúng không anh em? Harkening Seal dùng để phong ấn con cá chỉ nghe được những thứ mà nó bị ép nghe đến từ phép thuật phong ấn mà thôi. Những âm thanh khác nó đều không thể thấu hiểu. Cả hai phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Monica sẽ là người dùng phép triệu hồi các sợi xích, còn Angela sẽ là người đi tìm những sợi xích ấy. Vì bản thân của Angela không có kiến thức gì về phép thuật cả, nên cô sẽ nhận nhiệm vụ đi thu hồi những sợi xích phong ấn. Còn về phần Monica, tại sao cô lại cần đến sự trợ giúp của Angela để đi tìm những sợi xích, trong khi việc tìm kiếm những sợi xích ấy nó không yêu cầu kỹ năng phép thuật? Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi sẽ cung cấp cho anh em thêm một thông tin nữa. Đó là việc nếu như nghi thức không thực hiện xong trước 11 giờ tối thì con cá sẽ thức giấc. Mà bản thân Monica không phải là một pháp sư giỏi như cha của cô, nên thay vì tốn thời gian đi tìm sợi xích, cô muốn dành nhiều thời gian hơn trong việc nghiên cứu phép thuật. Ở sợi xích đầu tiên, mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ và dễ dàng. Tuy nhiên khi đến sợi xích thứ hai thì một chút khó khăn đã bắt đầu xuất hiện. Lần này con cá siêu to khổng lồ nằm trên hình ở sân sẽ đẻ ra một con cá nhỏ, nó có chân và di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Monica nói rằng nếu không cẩn thận rất có thể Angela sẽ bị nó bắt và làm thịt. Tuy khá đáng sợ nhưng Angela vẫn dễ dàng tìm được sợi xích thứ hai. Vậy là chỉ còn 3 sợi xích nữa thôi, bộ đôi Monica cùng với Angela sẽ hoàn thành nghi thức phong ấn con cá siêu to kia rồi. Tuy nhiên, mọi sự nguy hiểm chỉ mới thực sự bắt đầu ở sợi xích thứ 3. Vẫn theo công thức cũ, Monica sẽ là người điều chế thuốc, còn Angela sẽ là người tìm kiếm sợi xích.
nhưng trước khi Angela lên đường tìm kiếm sợi xích thứ ba, thì Monica đã đưa cho cô một chiếc bùa hộ mệnh. Chiếc bùa hộ mệnh này được tạo ra từ cha của Monica. Chỉ cần hướng nó về phía trước thì có thể giúp người sở hữu xua đuổi được lũ quái vật nguy hiểm. Điểm hạn chế của chiếc bùa hộ mệnh là khi dùng hết năng lượng trên bùa, nó cần có một khoảng thời gian để có thể nạp lại. Thế nên Angela cần phải sử dụng chiếc bùa này một cách hợp lý. Càng về sau thì con quái vật càng tấn công mãnh liệt cùng với số lượng nhiều hơn. Nhưng với hào quang của nhân vật chính thì không gì có thể ngăn cản được Angela và Monica thu thập đủ 5 sợi xích phong ấn. Chỉ có một thắc mắc ở đây là tại sao con quái vật ấy lại không tấn công Monica mà nó chỉ nhằm vào Angela. Phải chăng nó chỉ tấn công người đi tìm và thu thập sợi xích? Chính Monica cũng biết được chuyện này, nên cô mới cần sự trợ giúp của Angela trong việc đi tìm các sợi xích phong ấn. Có lẽ bản thân Monica chưa đủ mạnh mẽ để chống lại con quái vật, hoặc đơn giản là cô quá sợ nó. Sau khi thu thập đủ 5 sợi xích, Monica đã tiến hành nghi thức cuối cùng để phong ấn con cá lại và khiến nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ kéo dài một năm nữa. Những con ký sinh trùng được con cá đẻ ra cũng sẽ chui lại vào con cá và không thể lộng hành với quãng thời gian một năm. Vậy là Monica cùng với Angela đã phối hợp thành công để phong ấn con cá, cứu cả nhân loại khỏi nạn diệt vong. Monica trả tiền công cho Angela và cả hai từ biệt nhau trong hạnh phúc. Nếu anh em chơi game ở chế độ khó thì sẽ có một cảnh ending khác được bổ sung vào. Ở cảnh này, Monica thừa nhận rằng cô là một người không có tài năng về phép thuật. Cô không thể giống như người cha quá cố của mình. Cha cô lúc sinh thời luôn thực hiện nghi thức phong ấn một mình và thành công, nhưng cô thì phải phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, cô cho rằng việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Cô không có khả năng nhưng cô có kế hoạch hoàn hảo. Và cô tin rằng từ nay về sau, người cha không cần phải lo lắng cho cô nữa vì cô có thể kiểm soát được mọi thứ theo cách riêng của mình. Cơ mà đấy là trong trường hợp cả hai thu thập đủ toàn bộ các sợi xích phong ấn. Vậy nếu Monica và Angela không hoàn thành được nhiệm vụ phong ấn thì sao? Game có hai bad ending khác nhau, phụ thuộc vào quá trình thực hiện nghi lễ của Monica và Angela. Ở cái bad ending thứ nhất, nếu Angela bị tấn công bởi ký sinh trùng và làm vỡ mất tấm bùa hộ mệnh, thì Monica sẽ yêu cầu dừng ngay nghi thức. Monica nói rằng, dù chiếc bùa hộ mệnh đã vỡ nhưng chắc chắn, cha của cô rất vui về điều đó. Vì mục đích của chiếc bùa là để bảo vệ con người và nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Cô cho dừng nghi lễ là vì cô sợ rằng Angela sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi tìm những sợi xích và Monica không muốn người khác bị tổn thương vì công việc của mình. Dù công việc chưa hoàn thành, nhưng Monica vẫn sẽ gửi cho Angela đầy đủ tiền công mà Monica đã hứa. Từ đó có thể thấy, Monica là một nhân vật dù kỳ quái nhưng rất sòng phẳng và tốt tính. Angela nhận tiền và rời đi, chỉ còn một mình Monica hoàn thiện nghi thức phong ấn. Nhưng dù đã làm hết sức thì Monica vẫn chẳng thể hoàn thiện được nó. Về phần của con cá, nó bắt đầu mở mắt và sản sinh ra những con ký sinh thú dị hợm và gieo rắc nỗi ám ảnh cho toàn bộ nhân loại. Cái bad ending thứ hai của game diễn ra khi Monica cùng với Angela không hoàn thành nghi thức trước 11 giờ đêm. Lúc này con cá đã bắt đầu thức giấc. Vậy là dù cố gắng đến đâu thì Monica cũng chẳng thể hoàn thành được công việc mà cha cô giao phó. Cả thế giới giờ đây sẽ phải đối diện với một thảm kịch diệt vong. Câu chuyện của The Fish Tale chơi qua thì thấy nó khá vô tri và đơn giản. Nhưng khi vào tay mi game tôi thì có nhiều thứ để nói nè anh em ạ. Đặc biệt là những nhân vật xuất hiện trong game. Monica như chúng ta đều biết, cô nàng là con gái của một gia đình có truyền thống phong ấn con cá hủy diệt thế giới. Từ thời tổ tiên của cô đã bắt đầu đảm nhiệm công việc này, cho đến đời của cha cô thì mọi thứ vẫn diễn ra một cách vô cùng thuận lợi. Nhưng vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó mà cha cô đã đột ngột qua đời, tôi đoán có thể do ảnh hưởng từ các loại phép thuật trong quá trình phong ấn, nên cha của Monica đã qua đời sớm. Và cũng vì qua đời sớm, nên cha cô chưa kịp truyền dạy lại cho cô đầy đủ về phép thuật phong ấn, nên Monica gần như chẳng nắm rõ được nghi thức ấy. Thậm chí, cô còn phải phụ thuộc vào những ghi chép người cha để lại trên chiếc máy tính và làm theo nó. Dù vậy thì chúng ta cũng không thể phủ nhận, Monica là một cô gái tốt bụng và tử tế. Thông qua cách đối xử của cô với Angela, cô luôn lo cho an nguy của người cộng sự, cô đặt sự an toàn của những người xung quanh lên trên cùng. Nhưng cũng vì đức tính này mà cô đã khiến cho cả thế giới gặp nạn. Nếu như cô táo bạo hơn, quyết liệt và mạo hiểm hơn, thì biết đâu cả cô và Angela sẽ phong ấn thành công con cá. Sự tốt bụng của Monica còn được ghi nhận qua một người hàng xóm của cô có tên là Sandra. Cô nàng này cho biết dù nghi lễ của Monica phát ra những âm thanh khá khó chịu vào giữa đêm, nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm vì cô ấy biết được Monica đang cứu cả thế giới. Sandra còn sẵn sàng giúp cho Monica và Angela nếu như hai người có vấn đề. Suy cho cùng, Monica là một cô nàng có tầm nhưng thiếu cái tầm. Có lẽ cô cũng chịu áp lực khá lớn từ truyền thống gia đình. Thông qua nhân vật Monica, chúng ta học được một điều. Muốn thành công thì thái độ quan trọng hơn trình độ anh em nhé. Về phần nhân vật Angela, cá tính của cô nàng này không được thể hiện quá nhiều trong game. Cô khá kiệm lời, thứ mà chúng ta thấy nhiều nhất từ Angela chính là hành động. Xuyên suốt tựa game chúng ta chỉ thấy Angela tập trung làm theo những chỉ dẫn của Monica mà chẳng hề có chút thắc mắc nào. Qua đó có thể thấy Angela là kiểu người làm nhiều hơn nói. Đây là một mẫu người rất được việc, tuy nhiên dễ khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu và khó gần. Thêm nữa, những hành động của Angela cũng phần nào đó thể hiện cô là một nhân vật tốt bụng. Có thể mục đích ban đầu cô đến để giúp đỡ Monica là vì cô được thuê và có trả công. Nhưng sau khi biết tình hình tại nhà Monica thì Angela vẫn không nề hà, dũng cảm xông pha dù ngoài kia chờ đón cô là dàn ký sinh trùng nguy hiểm của con cá trà bạc. Có lẽ chính vì sự tử tế của Monica đã ảnh hưởng đến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Angela
hoặc đơn giản cô cũng là một người tử tế và khi rơi vào hoàn cảnh ấy thì cô sẵn sàng bỏ qua nỗi sợ để tiến về phía trước. Chỉ có một điểm mà tôi tin khá nhiều người khó chịu ở Angela là sự đơn giản trong cách xây dựng nhân vật Angela của tác giả. Thay vì có những quyết định táo bạo, sáng tạo, thì Angela chỉ thực hiện nhiệm vụ theo lời Monica một cách rất máy móc. Có lẽ vì tính chất công việc này nguy hiểm nên bản thân của Angela không muốn đánh liều. Cô ý thức được sự sống còn của cả nhân loại đang nằm trong tay mình và Monica. Cộng thêm việc cô cũng chẳng biết gì về phép thuật nên đành im lặng làm mọi thứ theo chỉ dẫn. Tóm lại, Angela là mẫu người hướng nội, làm nhiều hơn nói, tốt bụng và chu đáo trong công việc. Nhưng vì thiếu đi khả năng lãnh đạo nên mẫu người như Angela sẽ mãi là người nhân viên mẫu mực, chứ rất khó để trở thành một người sếp chu toàn. Sinh vật chủ đề cũng là thứ khó hiểu nhất ở trong con game này, chính là con cá có khả năng phá hủy thế giới kia mỗi khi mà nó thức giấc. Từ đâu mà con cá này lại sở hữu sức mạnh kinh khủng như thế? Tôi đã tìm hết cái cõi mạng nhưng cũng chưa tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan đến con cá này cả. Nên thay vì thắc mắc thì tôi cũng nghĩ đã đến lúc chúng ta nên chấp nhận đây là cơ chế của game thôi anh em ạ. Còn một thắc mắc nữa mà tôi tin rất nhiều người tò mò chính là việc tại sao con cá này lại gắn liền với gia đình nhà Monica và tại sao không giết luôn con cá trong lúc nó ngủ mà phải phong ấn nó. Vì sao nó lại gắn liền với gia đình Monica thì cái này do nhà làm game quy định rồi, khả năng chém gió của tôi cũng chẳng thể giải thích được. Còn về việc sao không giết quách con cá ấy đi mà lại có đi làm cái nghi thức phong ấn rườm rà phức tạp thì có lẽ là do lũ ký sinh thú nằm trong con cá. Thực chất thì thứ khiến cho con cá này trở nên nguy hiểm không phải là bản thân nó, mà là những con cá bên trong cơ thể nó. Nếu như chỉ giết con cá to thì rất có thể lũ ký sinh sẽ tràn ra ngoài một cách mất kiểm soát, từ đó mà thảm họa sẽ đến nhanh hơn. Cơ mà đó là suy nghĩ của tôi thôi anh em nhé. Về phần con cá này thì tôi cũng bó tay anh em ạ. Anh em có cao kiến gì thì để lại dưới phần bình luận cho tôi biết với nha. Ok, ở trên đây là toàn bộ những phân tích của tôi về tựa game The Fish Tale. Anh em thấy tôi nói đúng không ạ? Game chỉ mượn chất liệu con cá để nói đến các yếu tố nhân sinh trong cuộc sống mà thôi. Từ một mẩu chuyện nhỏ qua game mà chúng ta thấy được sự cách biệt giữa tư duy của một người làm chủ và một người làm nhân viên là như thế nào. Cơ mà tất cả những thứ trên chỉ là phân tích cho vui thôi anh em nhé. Vì khả năng chém gió của tôi thì anh em cũng biết rồi đấy. Nên nếu thấy cơn gió ngày hôm nay đủ mát thì cho tôi xin nhẹ một nút like cũng như đăng ký nha. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Trần Hữu Khang chào hay và chính xác quá. Thế này phải lên TV ngay và luôn thôi bạn ơi. Anh em học theo Hữu Khang để được lên TV nhé. Bạn Unimation muốn vẽ mặt mi game mà không biết nên vẽ thế nào? Ừ thì để tôi gợi ý cho bạn nhé. Bạn lên trên mạng tìm khuôn mặt của người đẹp trai nhất hành tinh, vẽ giống như thế là được rồi, dễ lắm luôn. Bạn Châu Anh Trần Phạm khen giọng tôi hay, ừ thì khen xong phải lên TV luôn đi chứ. Hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần để đón chờ những nội dung hấp dẫn khác đến từ mi game. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.